Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dòng laptop hiệu là HP. Con này nó có tên là 840 Asetbook. Đây, mình sẽ mở máy nó lên và giới thiệu cho các bạn về cái thông số kỹ thuật của nó bên trong đây. Trước tiên thì mình nhìn ở bề ngoài đây thì nó thiết kế cho mình một cái bề mặt khá là bầu về bốn cạnh. Ở đây là thiết kế bàn phím của Mỹ, cho nên là nó có cái nút ở giữa như thế này và các cái nút chuột ở đây. Và bây giờ mình sẽ mở cái cấu hình bên trong của nó lên cho mọi người xem. Con HP này thì là 840G1 và chip là i5-42210U ở đây và RAM 4GB nha mọi người. Con này nó gắn SSD là ổ cứng SSD 128GB và cạc màn hình là HD ở đây nha mọi người. Đây là cạc màn hình HD. Mà con này nó màn hình nó là 14 inch, bàn phím có led nha mọi người, bàn phím có led và chuột ở giữa như này để mà mình di chuyển. Thường là những cái bàn phím của thiết kế kiểu Mỹ thì nó như thế này, nó có chuột ở giữa. Và con này là i5 thế hệ thứ tư, và ở đây là nó có cho mình một cái nút để mà mình mở khóa bằng vân tay ở đây, và những cái phím số, phím cứng như là tắt âm lượng hoặc là tắt kết nối wifi. Đây là nút để mà mình mở nguồn ở đây. Và dòng HP như thế này thì nó thiết kế cái dạng lo ở mặt trước như thế này ở đây, cho mình cái cảm giác nghe nó rõ hơn, nó to hơn. Và sau đây là mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái cổng kết nối của nó ở xung quanh đây. Ở bên phải thì nó sẽ có mình một cái cổng jack 3.5 để mình kết nối tai nghe, và một cái cổng USB, hai cổng USB và một cổng LAN, mà một cái cổng cổng này để mình kết nối những cái cạc màn hình vào. Ở đây là cổng kết nối nguồn. Bên này chúng ta có thêm một hai cái cổng USB và một cái cổng kết nối VGA, kẹp kết nối màn hình đấy mọi người, và một cái cổng kết nối với thẻ SC ở đây. Con này khá là nhẹ nha mọi người, khá là nhẹ, khá là mỏng. Và bề mặt của nó thì nó thiết kế dạng mũ cứng ở đây này, có thể là khá là dễ dính bụi, cho nên là bề mặt của nó hơi nhám ở đây. Con này nó thiết kế phối cái tông màu đen và xám ở giữa ở đây, đây mọi người thấy màu đen và màu xám ở giữa, nhìn nó khá là đẹp, khá nhẹ nha mọi người, nhẹ không có nặng lắm. Này là màn hình 14 inch. Đây. Ok. Con này là nó thiết kế cho mình cái camera ở đây nha mọi người, camera. Đó mình sử dụng webcam. Camera này nó 1.3 megapixel. Đó là mình sử dụng webcam. Ok. Như vậy là mình đã giới thiệu xong một cái chiếc laptop HP hiệu là 840 Asetbook. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video này của mình nha.